Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, tôi thường gọi một cái danh từ mà tôi rất là thích, rất là yêu. Có một con đặc ở đó, đó là Hội Thánh được gọi là nàng dâu của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta, nếu tiếp tục trung tín cho đến chết, thì tất cả chúng ta sẽ được gặp nhau trong tiệc cưới của chị con. Amen. Tiệc cưới của Chúa Giêsu và Hội Thánh của Ngài ở cầu. Amen không ạ? Và tôi tin rằng chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng chúng ta chưa từng dự một đám cưới nào nó vĩ đại như vậy. Amen không ạ? Tất cả đều mặc áo trắng, chứ không phải sáng nay thì có, nhưng tôi mặc áo cái màu nó cũng hơi khó tả chút. Nhiệt kỳ thì mặc hai màu, màu xanh lam và màu đen. Tri Ân thì mặc áo màu đỏ nhạt nhạt một chút. Thì cưới của chúng con, hàng triệu người, không có một đám cưới nào vĩ đại như vậy. Có những tranh thủ bóng đá đã từng tổ chức đám cưới trong sân vận động lớn lắm, nhưng nó không bằng một góc nào của tiệc cưới chúng con. Thế này, lúc đó mà chúng ta đi tìm nhau để chào nhau, tôi nghĩ là mệt nghĩa rất là lớn, rất là lớn. Nên tôi mong được cái ngày đó hơn bao giờ đây. Amen. Khi tôi được mời dự đám cưới, mình lòng mình mừng đến chúc mừng tôi tân hôn, chúc mừng hai họ. Nếu mình được mời giảng cho đám cưới thì mình được mừng, đó là mình được giáo huấn cho đứa bạn trẻ. Nhưng tôi còn nói một điều rằng, Chúa ơi, con ước ao được dự tiệc cưới của chị con hơn. Hallelujah. Lúc đó nó hiệp một lắm anh em. Tất cả mặt màu trắng là nói đến sự hiệp một rồi, phải không ạ? Amen không ạ? Nói đến sự tinh rồng, nói đến sự thánh khiết, nói đến sự công chính mà không một tiệc cưới nào có thể có. Và chẳng rễ đó là Chúa Giêsu Christ, Đấng Messiah, và nàng dâu chính là Hội Thánh của Chúa. Và điều thứ hai đó là tôi đây. Có lời chào thăm, sáng nay tôi thấy rất là nhiều người con các chú lạ đã đến nhóm với chúng ta. Trước đây 2 tuần lễ khi tôi đang công tác ở Tuy Hòa thì có một người gặp với tôi đang ở dưới tàu. Không biết sáng nay có phải có người đó đang ở ngồi đây không? Chị em mặc áo xanh. Và cho tôi ngồi, tôi hỏi là dạ, người anh em này và hai chị là xin đến từ đâu ạ? Tàu ô luôn, wow. Là một gia đình đó. Là một gia đình, wow. Tàu ô hay mình gọi là tàu Noe đi, cả gia đình này. Tàu Noe cho nên chiếu cả gia đình này, rồi dòng sâu của dân đẩy gia đình này đến với chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Tại vì là chúng ta mình cả những ở tàu Noe đến đây. Rất là vui mừng, rất là vui mừng. Và xin chào mừng các con các chú từ Hội Thánh Hanipan nhỏ và An Khương, và sáng nay không thấy ở thác số 4 xuống. Người sai nhất có thể là Hạnh. Hạnh cũng đã đi cùng con cái mình đi chủ nhật nói chung. Xin thông báo để cho biết là gia đình của chiếc thuộc về chiếc tàu nội hay biết. Đó là cứ hàng tháng, đầu tháng là nói chung các hội thánh trong vùng này. Nhưng mà để nói chung nữa, có những hội thánh nữa thì sẽ là một dịp khác nó lớn, đúng không? Nhưng mà có những hội thánh để cho các anh em đi làm đó thì thứ xin lỗi chủ nhật đầu tháng cho nên chung để kịp thì cấm. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Amen. Và người háo hức để nghe được lời của Chúa xong này. Tôi có cái cảm giác, tôi biết Đức Thánh Linh sẽ làm việc rất là mạnh mẽ như bọn chúng ta sau này. Chúng ta nhìn lên tấm phong có một cái chủ đề ở đó. Đó là tôi tin Đức Thánh Linh. Đây là một câu được trích ra trong cái bản tín điều các sứ đồ như một lời tuyên thệ của Hội Thánh cách đây hàng chục năm, hàng trăm năm về trước. Bản tín điều các sứ đồ được bắt đầu như thế này: tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời và đất. Tôi tin Jesus Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, chịu chết và sống lại,
Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Và cái điều cúc thứ ba đó là tôi tin Đức Thánh Linh. Nhưng đối với tôi thì câu này chỉ có một câu này quá ngắn. Tôi nói tức là con không hài lòng về điều này. Bởi vì Ngài đã đánh giá thay mặt cho Cha và Chúa Giêsu là con độc sinh để ở trong hội thánh. Amen. Ở trong ở một chúng ta, ở với chúng ta, ở trên chúng ta để dẫn dắt. Và Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài rất là quan trọng của chúng ta. Ngài đã cố vấn, Ngài đã dẫn dắt, Ngài đã giải ta mọi sự. Nhưng mà chúng ta nói là không thấy bạn cái điều cái sứ đồ đó nói một câu như vậy thôi. Tôi tin Đức Thánh Linh. Và tôi nói thứ này, xin cho con viết thêm. Tôi tin Đức Thánh Linh. Tôi tin ân tứ Đức Thánh Linh. Tôi tin bắt tên trong Đức Thánh Linh. Tôi tin sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Tôi tin sự phần hành của Đức Thánh Linh. Tôi tin Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi tin Ngài vẫn còn làm phép lạ. Amen. 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 Tôi tin Ngài đang vận hành. Tôi nói thứ này nhưng mà cho con nói thêm về Ngài. Bởi vì cuộc đời của tôi từ ngày 1 tháng 1 năm 91 là ngày tôi gặp Đức Thánh Linh. Cuộc đời tôi có hai lần gặp. Đó là tôi gặp được Chúa Giêsu Christ. Và cuộc đời tôi được biến đổi từ một con người rất là xấu xa. Cho dù tôi sinh ra lớn lên trong hội thánh Thiên Lành truyền thống, một nơi rất là tốt. Ba tôi, mẹ tôi là mục sư. Tôi phục vụ hội thánh của Chúa khi còn nhỏ. Tôi đánh cho cả đoàn đánh gì đó, nhạc trưởng cho cả đoàn thiếu nhi ống nghe hát. Ok nó lên, ok nó lên. Cả hội thánh cười thì tôi còn nhỏ lắm, họ còn đóng cái bụng cho nhỏ tôi đứng lên. Tôi đánh đờ cái chân của tôi chưa ngồi ghế chưa được đâu. Và tôi tụng kinh thánh nhiều lắm, nhưng cuộc đời tôi không biết Chúa Giêsu là ai cả. Cho đến khi tôi gặp được Ngài trong biến cố rất đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Và bắt đầu từ đó tôi kinh nghiệm được sự tái sinh. Nhưng tôi lại gặp một lần thứ hai nữa, đó là Đức Thánh Linh. Ba người ở đây biết rằng Đức Thánh Linh là nói theo cách nói của chúng ta này. Đó là Đức Thánh Linh là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Chúng ta có tin Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời không? Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu là gì? Và ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đạo được. Đức Thánh Linh rất rất quan trọng. Amen. Tôi là viết bài hát. Con không thể sống nếu thiếu Ngài. Thánh Linh ơi, con xin mở lòng mời Ngài đến đầy dẫy tâm này và dẫn dắt con. Ở đây chúng ta không thể làm một cơ đốc nhân mạnh mẽ. Chúng ta không thể làm một cơ đốc nhân mạnh mẽ. Chúng ta không thể giảng. Chúng ta không thể truyền giáo. Chúng ta không thể làm gì được nếu không có Đức Thánh Linh của Ngài. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy bản thân sơ có câu tôi tin Đức Thánh Linh. Nhưng mà nhiều tôi tớ của Chúa họ vẫn đọc là tôi tin Đức Thánh Linh, nhưng họ đang chống lại Đức Thánh Linh. Họ vẫn đọc là tôi tin Đức Thánh Linh, nhưng họ phủ nhận chức vụ hay công tác của Ngài. Amen. Amen. Họ phủ nhận việc nói tiếng lạ. Họ phủ nhận lẽ thật sức là mong gì mà chính tôi kinh nghiệm là bắt tên trong Đức Thánh Linh. Tôi không biết anh em như thế nào, nhưng riêng cá nhân của tôi, khi tôi được bắt tên trong Đức Thánh Linh, tôi nhận quyền năng và tôi nói tiếng lạ. Nhưng mà ngày nay tôi thấy có rất nhiều người nói tiếng lạ, nhưng đời sống họ không có một chút nào quyền năng cả. Còn đối với tôi thì tôi đã đúng với lời của Chúa. Công vụ đoạn 1 câu số 8 nói gì? Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các người, hay là ngự xuống trên các người, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng. Amen. Một người mà tôi nói là có quyền năng trong sự cầu nguyện, quyền năng trong sự thờ phượng, quyền năng trong chính đạo. Amen. Quyền năng trong việc thực hành lời Đức Chúa Trời. Dù họ áp dụng lời Đức Chúa Trời nhưng mà câu trả lời chưa có, họ không trả lời, họ vẫn tiếp tục thực hành lời của Đức Chúa Trời. Cho các anh chị, amen. Hallelujah. Và đối với tôi, 28 năm qua khi tôi làm công việc trực tiếp cho những người nghiệp, tôi cũng thường nhắc với anh một điều rằng nếu không có Đức Thánh Linh của Đấng Messiah là của Chúa Jesus Christ thì tôi không thể làm điều gì cho công tác này. Và sẽ chẳng có một người nào được biến đổi, sẽ chẳng có một người nào được thay đổi, sẽ chẳng có người nào giúp mình hầu việc Đức Chúa Trời, chẳng có người nào nối tiếp cái sự kêu gọi mà Chúa kêu.
kêu gọi tôi trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên các con tuân thủ từ này cho các con tôi là những em con tay sân này chưa? Các con đừng phục vụ Đức Chúa Trời mà đời sống các con không có Đức Thánh Linh. Các con có thể có tri thức về Kinh Thánh, các con có thể có khả năng về âm nhạc, các con có thể có trình độ về một điều gì đó, nhưng xin hãy nghe điều này: dù các con có mọi điều đó mà các con không có Đức Linh thì các con không thể làm đầy tớ, làm được việc cho Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, tôi kêu gọi và nhắc nhở hội thánh của Chúa: đừng đi nhà thờ mà không có sự diện của Đức Chúa. Amen. Amen. Trong bảy thủ thánh của cõi tiểu bá khách Khải Huyền đoạn 2 đến đoạn 3, cuối những bức thư đó, sứ đồ Giăng đều nhập cái lời phán từ Đức Chúa. Đó là gì? Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Có đúng như vậy không? Anh em, có nhiều người có tai nhưng họ không thể nghe lời Thánh Linh phán với hội thánh. Họ có tai, họ thích nghe là lô đề. Họ thích nghe cái giờ mà số kinh tế. Họ thích nghe nói về vật chất. Họ thích nghe nói về đám cưới này, tổ chức thứ này, đám cưới này, tổ chức thứ kia. Họ thích nghe nói ồ nhà này mới mua xe này, nhà kia, ô sao mà em lấy anh, từ ngày lấy anh khổ thế. Sao con bạn em nó lấy được thằng chồng mới mua nhà, mới mua đất, mới mua xe hơi. Anh em ngày nay hội thánh của Chúa rất làm buồn Đức Thánh Linh. Đó là bởi vì không còn nghe lời phán của Thánh Linh, đặc biệt trước nhất là qua Kinh Thánh. Tôi có thể chứ amen. Tôi có thể chứ amen. Thì đừng đến nhà thờ, đừng phục vụ cho nhà của Chúa, đừng làm chủ tổ tế bào, đừng làm một người chồng, đừng làm một người vợ, đừng làm một học trò, đừng làm một con cái của Chúa, đừng làm một đứa con mà không có sự nghiệp của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Tôi tin một người chồng đầy thương là người vợ sẽ sống trong hạnh phúc. Nhưng một người chồng ngược lại đầy dậy xác thịt thì tôi tin rằng người vợ sẽ ăn gối, ăn chỏ, ăn bạc tai, ăn những lời nói tiếng chửi mà không ạ. Đúng không? Các những người phụ nữ ở đây nghe vậy thì đúng quá ngất luôn rồi. Và ngược lại người vợ đầy dậy Đức Thánh Linh cũng là một người làm cho chồng được hạnh phúc. Cho ta giảm hết. Amen. Amen. Có khi chồng đã có giờ ra sofa ngủ một mình, hàng xóm ngủ giờ. Việc đó hỏi thủ thánh của Chúa, sáng nay tôi sẽ chia sẻ cho em một điều rất quan trọng cho đời sống của chúng ta với Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng nhau nhớ ra những câu thánh này. Nên có tập hãy ghi chép. Tôi khích lệ em rằng khi mỗi lần đi nhóm thì nên có cái cuốn tập của mình để ta ghi chép cái bài giảng của mình. Mình cắn để chúng ta tiếp tục được Chúa Thánh thẩm viên chúng ta. Câu thứ nhất chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16. Xin mời thánh đồng cùng nhau đứng lên. Tôi xin đọc một thánh giòn nha. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16. Rồi chúng ta chữa ra làm dấu Giăng đoạn 1 câu 32-33. Phúc âm Giăng đoạn 1 32-33. Chúng ta làm dấu sách Giăng và tôi sẽ đọc Ma-thi-ơ trước, sau đó đọc Giăng. Tôi sẽ đọc: vừa khi chị bắt tên rụt, Đức Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Câu thánh thứ hai trong Giăng đoạn 1, 3, 2, 3, 3. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép tên bằng Đức Thánh Linh. Công vụ cái sứ đồ đoạn 8, câu 18, câu 19. Simon thấy bởi cái sứ đồ đã bay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống,
bèn lấy bạc chân cho mà nói rằng cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Công vụ đoạn 2 câu 33. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Xin mời Hội Thánh đồng an toàn. Với những câu thánh tôi vừa đọc xong, Chúa phán với lòng của tôi một cái chủ đề, đó là chúng ta có thể thấy Thánh Linh hành động không? Cách đây là lần đầu tiên mỗi một chúng ta nghe cái chủ đề này. Chúng ta nghe là Đức Thánh Linh vận hành, chúng ta đã nghe Đức Thánh Linh là đấng cảm giác, chúng ta nghe Đức Thánh Linh là thánh hóa, chúng ta nghe Đức Thánh Linh là giáo sư, chúng ta nghe Đức Thánh Linh là đấng yên ủi, chúng ta nghe Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Vâng. Chúng ta nghe Đức Thánh Linh đấng cầu thay chúng ta. Thì bao nhiêu người chúng ta đã nghe? Đó là chúng ta có thể thấy Ngài không? Anh khi Chúa nói tôi sĩ, con có tin rằng con thấy ta không? Và khi chúng ta là ngày tôi ngồi và Chúa đem tôi trở lại với những điều trước đây. Anh em, nếu chúng ta không thấy Ngài, thấy là nói về một cái nhìn bằng con mắt của ý này, cho con anh chị amen. Cho con anh chị amen. Chúng ta thấy. Thứ hai, cái thấy này nằm trong cái vấn đề đó là chúng ta cảm nhận được ở trong chúng ta. Cho con anh chị amen. Ba người chúng ta cảm nhận chúng ta được đầy thân của Chúa. Ba người chúng ta thức chấp kể là trong buổi nhóm chúng ta cảm nhận được Đức Thánh Linh đang đầy dạy chúng ta. Ba người khi tiến lên cầu nguyện và chúng ta cảm nhận rằng Đức Thánh Linh đụng chúng ta cảm nhận được đó. Amen. Tại sao Chúa bảo tôi giảng sự việc này? Bởi vì Chúa nói gì? Có những người họ có mắt mà không thấy, cho nên họ không kính sợ ta. Thánh Linh thuộc tánh của Ngài có một thuộc tánh cuối cùng mà Chúa Giêsu đã sử dụng thuộc tánh này, đó là Ngài được gọi là linh kính sợ Đức Chúa Trời. Anh em, tôi đã nhiều lần, nhiều thời điểm khi ăn cầu nguyện khác nhau, tôi chỉ xin một điều, đó là linh kính sợ Đức Chúa Trời. Và đối với tôi, khi một con người không kính sợ Chúa Trời thì con người đó họ còn biết sợ ai? Mà khi đã không sợ Chúa Trời rồi thì người đó sẽ làm tất cả mọi việc, bởi vì họ không còn ngán ai nữa cả. Các bạn không ạ? Họ sẽ làm cái điều họ có thể đánh cha mắng mẹ, họ có thể chửi cha mắng mẹ, họ có thể xúc phạm đến ba mẹ của mình, họ có thể nhạo báng, họ có thể sỉ vả, họ có thể xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời toàn năng luôn. Và tại sao Chúa bảo tôi nói này? Bởi vì ta cần phải thấy. Amen. Khi một đứa con nó thấy người cha ở trong nhà thì tôi tin rằng đứa con đó sẽ không bao giờ rủ rê bạn bè sống bên ngoài nhà đó. Amen. Amen. Khi một người theo Chúa thấy Ngài, biết Ngài như có thật vậy đó, thì tôi tin rằng người đó sẽ không bao giờ giảm phạm tội. Amen. Có những lúc tôi ở một mình, không có vợ tôi bên cạnh, nhưng tôi học tập sự kính sợ Chúa Trời, đó là không làm quan, không nhắn tin cho người nữ này, nói chuyện với người nữ kia không. Có những lần tôi đi học với Chúa xa một mình, Đức Thánh Linh giúp tôi để tôi không bao giờ đi với người nữ khác. Anh hiểu điều tôi nói chưa? Cho nên chúng ta cần phải lắng nghe sự việc này hôm nay, để chúng ta biết rằng khi ta rời phòng nhóm này, Đức Thánh Linh đang ở đâu? Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Amen. Một người tin Chúa thật là người được ban cho Đức Thánh Linh, cho con nghe chưa? Amen. Nhưng có nhiều người đến nhà thờ nhìn bên ngoài có vẻ yêu Chúa lắm, nhưng kỳ thực đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Vì đó mà chúng ta rất dễ bị lừa. Nếu không có thân của Chúa, chúng ta rất dễ bị con người lừa. Vì đó mà Chúa Đức Chúa Trời đã cảnh báo gì? Con người thì nhìn xem bề ngoài. Amen. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Và tôi đã học điều này, cho nên tôi rất khó bị lừa bởi những cái bên ngoài của quý bà anh chị em.
Không ai đứng bên ngoài để có thể lừa tôi được. Tôi nói các nhân sự gì? Nó dạy chứ không phải dạy cho nha con. Và nó đã xảy ra. Có những anh nói chứ, ồ, lúc này dễ thương lắm bố, được thân thiết lắm bố. Tôi nên nói vậy chứ không phải dạy đâu mà đúng. Mấy ngày sau thôi, Satan nó lộ nguyên hình của nó. Ôi, người đó đã có đức tin. Người đó vẫn thuộc về thế giới tối tăm. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy cái chủ đề mà sáng nay tôi lặp lại, đó là chúng ta có thể thấy Thánh Linh hành động không? Bao nhiêu người tin rằng chúng ta có thể thấy Đức Thánh Linh hành động? Nhưng khi chúng ta nhìn thấy này, chúng tôi có một lời hứa cho chúng ta, tôi thích cái lời hứa này lắm. Trong Giăng đoạn 14 câu 16 trở đi tôi xin đọc: ta lại sẽ nài xin cha, ban cho Ngài sẽ ban cho ngươi một đấng yên ủi khác để ở với ngươi đời đời, tức là thật đại thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy. Anh em nghĩ nha, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài. Cái chữ biết này theo nguyên văn tiếng Hy Lạp thì tâm ước từ phía bằng ngôn ngữ Hy Lạp, cái chữ biết này là nói lên gì? Nói lên một người sẽ từng trải Đức Thánh Linh. Tất cả chữ amen. Một người sẽ kinh nghiệm Ngài. Một người sẽ có mối quan hệ rất thân mật với Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Như là bạn vậy đó. Một ngày nay có các chú đa số không có mối quan hệ nào được thương. Trong cái đó, Chúa Giêsu hứa rằng thế gian không thể nhận lãnh Đức Thánh Linh được bởi vì không thấy. Amen. Amen. Và không biết Ngài. Anh em để ý này, không nhận lãnh Đức Thánh Linh được vì không thấy và không biết Ngài, đúng không ạ? Và ngày đầu tiên tôi đi vào trường Kinh Thánh từ nhà, anh biết là tôi bắt đầu khao khát phương tại sao này. Wow, mình là có mục sư, mình là người theo đạo Tin Lành, mình gọi là, nếu mà nói là tin Chúa từ trong tin nước. Nhưng mà khi tôi vào cái lớp khai giảng đó, tôi thấy những người như tôi, có người đọc thân, lúc đó tôi còn đọc thân, họ như tôi, nhưng họ quỳ gối thẳng tưng lên, họ giơ tay lên trời, họ cầu nguyện cả tiếng đồng hồ mà không đau gối. Tôi bắt đầu thấy, amen, amen, tôi bắt đầu wow, Chúa ơi, điều gì xảy ra vậy? Điều gì xảy ra tới những con người này? Rồi họ hát lời của Chúa, họ hát thức ca đó, họ hát từ giờ này qua giờ kia. Mắt tôi thấy, amen, amen, họ là cũng có người như tôi. Họ cũng là con người như tôi. Họ thương tôi là họ không phải là con mục sư. Nhưng có lần tôi nói, Chúa nói tôi gì? Con là con mục sư, nhưng con chưa phải là con của Đức Chúa Trời. Anh em có nhiều khi tên của chúng ta được ghi vào sổ của một hội thánh nào đó. Chúng ta được ghi tên, nhưng hãy cẩn thận. Sổ sự sống ở trên trời có ghi tên của chúng ta chưa? Amen. Có ghi tên của chúng ta chưa? Và chúng ta biết lẽ thật này không? Khi ta phạm tội mà không ăn năn, tên của chúng ta khi chúng ta gặp Chúa, kính sợ Chúa, tên ta ghi vào đó. Nhưng khi ta phạm tội không ăn năn nha, tên đó bị xóa khỏi sách sự sống của là gì? Chúng ta có chết cũng không được lên vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ chúng tôi điều này. Có những người nói gì? Tin Chúa một lần là được cứu. Còn lâu, đừng nghe những điều gì Satan nói. Hãy nghe những điều gì Đức Chúa Trời nói. Amen. Amen. Thế đó tôi khi phạm tội là quyết định ăn năn này. Không bao giờ dám nhận lời của Chúa. Bởi nếu như vậy, tên của tôi sẽ bị xóa khỏi sách sự sống. Tôi lúc này khóc. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy, tại sao thế gian không nhận lãnh được bởi vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Và tôi đã thấy Đức Thánh Linh hành động. Tôi đã thấy những con người được thay đổi trong cái lớp học trường Kinh Thánh đó. Và lòng của tôi bắt đầu khao khát Đức Thánh Linh này nè. Tôi nói gì? Chúa ơi, con cần Ngài như chính con người đó. Xin Chúa chạm con như Ngài đã chạm con người đó. Và thời điểm đó có những băng video. Vì người cảnh giác tôi trong những ngày đầu tiên chấp chứng đi trong băng cứ. Bây giờ ông đi Mỹ rồi. Và tôi mới được quên. Ông thương tôi lắm. Vì ông đã không cái gì tôi sẽ trở thành một người phục vụ Chúa. Và ông cho tôi coi băng video của những tôn đức của Chúa vĩ đại giảng khắp nơi mọi nơi thế giới. Là một sư Benny Hinn,
là một sư đi học môn khi bây giờ về nước Chúa rồi, là một sư David rồi, là những mục sư khác nổi tiếng, họ giảng sắp đọc, wow, nó vĩ đại quá, đông lắm, mấy chục ngàn người đang sắp đặt tay từng người, họ chỉ cần một cái tâm linh là luôn, họ cầu nguyện và nói thứ nó sẽ chạm đụng đến con người đang đứng bên dưới, và tất cả hàng ngàn người ngã xuống trong sự nghiệp của Đức Chúa mà không cần phải đặt tay vào nó. Tôi thấy, người đời của nó gì, mắt thấy lòng giấy được không ạ? Amen. Và nên có nhiều người họ đăng tải bài giảng của người này người kia, nhưng mà tôi nhìn cái lòng của người đó không thực sự khát khao Chúa. Một người khát khao Chúa, một người yêu Chúa là một người sẵn sàng đem ra khỏi cuộc đời của mình những điều không đẹp lòng Chúa. Cho tôi nghe chưa? Amen. Đem ra khỏi đời sống mình sự nhạy dần, nhanh dần. Đem ra khỏi đời sống của mình sự cay đắng. Đem ra khỏi đời sống của mình sự hận thù. Đem ra khỏi đời sống của mình những điều ô uế bất khiên. Và không những đem ra khỏi đời sống của mình, đem ra khỏi điện thoại của mình những bài hát nhạc đời. Hello? Đem ra khỏi máy móc của mình những cái bài từng trang nhạc nhí. Đem ra khỏi điện thoại của mình những cái app về trò chơi game. Đem ra, amen. Bởi vì một người chơi game là người đó không thể nào nói rằng họ khao khát Chúa, amen. Tôi đã đi nhiều nơi và tôi thấy có những người vào các buổi nhóm, một sư đứng trên này dạng dưới đó họ chơi game đó nè. Họ đeo headphone, họ chơi game, họ nghe nhạc đời luôn, đang ngồi trong một nhóm nghe nhạc đời luôn, headphone. Một cái thân thân niên bên ngoài có vẻ yêu Chúa lắm, lắng sách trong hội thánh. Tôi theo dõi người này 2-3 lần rồi. Một cái người đó nó đang ngồi nghe, không nghe một sự giảng, cứ cúi đầu xuống. Và tôi nói, tôi bố ba, tôi nói con, một sư giảng con đang làm gì vậy? Thầy con đang nghe nhạc mà. Tôi nói cho một sư lấy cái tai nghe, một sư nghe con nghe tầm nhạc nào. Wow, tôi vừa bỏ vào lỗ tai tôi, thúi lỗ tai tôi luôn các bạn ơi. Lỗ tai tôi bị nhiễm đặc luôn rồi. Và sau đó tôi mới cầu nguyện xin Chúa chữa lành tai con, bởi vì người bạn trẻ đó đã nghe nhạc đời trong buổi hôm lấy cái clip không. Và chúng ta thấy không, chúng ta chưa nói gì, nhưng các người biết ngài bản thân của em có chuyện có câu đó không? Chúng ta đọc câu này lớn tiếng nào, nhưng các người biết ngài, nhưng các người biết ngài, nhịp nhàng đúng nhé, 1, 2, 3. Nhưng các người biết ngài. Chúng ta lấy một tay đặt lên lòng của mình và nói tiếp nhận lời này cho chúng ta nghe như này, như này. 1, 2, 3. Nhưng các người biết ngài. 1, 2, 3. Nhưng các người biết ngài. Anh em, đây là lời ai hứa vậy? Vô tấn sĩ hứa hả? Hả? Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta hứa. Đáng tin không? Đáng tin. Không điều gì mà ngài nói mà ngài không làm. Tôi đi theo Chúa hơn 37 năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy Chúa nói láo với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy Chúa xí đạt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy Ban Lý Chúa Trời lừa gạt tôi. Chưa bao giờ. Ngài luôn luôn thành tín đối với tôi. Amen. Chúng ta thấy câu thứ 18. Xin lỗi, câu thứ 17 mà câu này tôi đọc đó. Câu tiếp là gì? Vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Chúng ta biết Ngài bởi vì Ngài vẫn ở, Ngài không lìa chúng ta. Nếu chúng ta yêu Ngài, amen. Ai ở đây đã từng yêu nhau rồi? Tôi tin là ai yêu nhau rồi đúng không? Hà, xin lỗi, Trà và Khải khi đang yêu nhau. Và Khải ra bài tỏ sự kính sợ Chúa Trời cho nên ít được đi chơi chung với nhau. Ít được đi chơi chung với nhau. Ít thì giờ mà ngồi để mà xin lỗi là họ có thể gần gũi với nhau. Khó. Nhưng có những lần trung tâm gia đình ở đây mở tiệc ăn cái gì đó thì mời Trà vào ăn. Thì tôi nhìn gương mặt của Khải vui lắm. Vui lắm. Và khi vô ăn ấy, có nhiều lúc tôi phải nhắc luôn á, bạn ngồi gần đấy Trà sao không ngồi với em, Trà là bạn gái của con, chạy hả không, con thấy không ngồi nha. Rồi còn gì nữa, ăn xong
nó đồng hồ 9 giờ là bằng đá sẽ về. Nhưng tôi biết họ quyến luyến nhau lắm, họ không rời nhau. Và bây giờ cũng giống như combo xa sóc giày là hòa với cái phim rất ít gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau rồi baby cho cái sầu riêng và trong cái mic méo méo. Bố, baby nói cho cái mic với cái sầu riêng. Bố ăn không? Tôi nhìn cái mặt. Bây giờ mình nói không ăn, nó buồn. Bố không ăn, không vào mình cặp mặt baby. Thì mình phải nói ăn. Ô, để con muốn lấy nha. Đá banh xong một hôm một cây đổ như là cái gì nha. Mặc cái con đùi. Bố ba đạp xe, tóc một hồi chạy vô, lấy cái mic và cái sầu riêng. Tôi chung là để nói gì? Vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Cái chữ vẫn ở cái gì? Chúa Thánh Linh vẫn kiên nhẫn chờ đợi để Ngài bày tỏ Ngài cho chúng ta. Các bạn nghe amen. Ngài vẫn kiên nhẫn. Có nhiều khi chúng ta thờ ơ, có nhiều khi ta lãnh cảm, có nhiều khi ta xem thường Ngài. Nhưng Ngài không phải vì cái đó, Ngài đi liền. Ngài vẫn kiên nhẫn để chờ đợi chúng ta quay trở lại để biết Ngài là ai trong đời của chúng mình. Hallelujah. Amen, amen. Và bây giờ tôi đi đến điều thứ nhất. Chúng ta sẽ thấy Ngài một cách cá nhân. Chúng ta trở ra Matthew đoạn 3 câu 16. Matthew đoạn 3 câu 16. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói như đại diện cuộc đời của Chúa Giê-xu. Phúc âm Giăng thì nói là Giăng thấy. Nhưng mà phúc âm Matthew thì Lê-vi là người thông thế Matthew này đã ghi nó khác. Phúc âm Giăng cũng có thích như này. Và tôi đọc nha. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chúng cái từ trời mở ra. Ai thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống thì một câu là ai thấy? Ngài nói với ai ạ? Chúa Giêsu. Ngài nói với ai ạ? Chúa Giêsu. Ai đây? Chúa Giêsu thấy. Kinh Thánh cũng nói là Chúa Giêsu sẽ thấy. Mà cái Thánh dùng một cái từ xác định đó là Ngài thấy Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Như hình chỉ một câu ngữ xuống trên chính mình này. Điều đầu tiên tôi chia sẻ đó là chúng ta sẽ thấy Ngài hành động một cách cá nhân. Chúng ta chia amen. Ba người đã thừa nhận rằng có những lúc chúng ta hướng đến thờ phượng và chúng ta cảm nhận Đức Thánh đầy ngày trên chúng ta, và có những lúc ta hướng đến thờ phượng và sau khi thờ phượng rồi chúng ta nói gì? Chúa Thánh ơi, con xin lỗi Ngài vì con đầy dẫy chính con, chứ con không để Ngài đầy dẫy chính con. Bây giờ đang ở trong một vụ này, họ giảng, họ xin lỗi, họ hướng dẫn thờ phượng đúng một cái gọi là cái cách của họ. Đến giờ hướng dẫn mà tôi biết nó sẽ như vậy vậy, và không có gì sai cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ hướng dẫn nhưng Thánh Linh không có hướng dẫn qua họ nè. Đôi khi họ sử dụng khả năng của mình nhiều quá, đôi khi họ tin mình nhiều hơn tin Đức Thánh Linh. Đã nhiều lần tôi nói với ban thờ phượng rồi, vì cá nhân của tôi là một con người được đào tạo ra từ lò của Đức Thánh Linh. Nếu tôi là người hướng dẫn thờ phượng, tôi luôn đủ thì giờ để cúi đầu trước Đức Thánh Linh nói gì? Thánh ơi, ngày mai đến giờ thờ phượng con được hướng dẫn hội chúng thờ phượng Ngài, thế thì xin cho con biết Ngài muốn nghe chúng con hát bài hát gì. Ngài muốn nghe chúng con hát bài hát gì? Anh em, chúng ta thờ phượng Chúa Trời thì ta phải hát những bài Ngài thích chứ. Tự nghe chị anh em. Chúng ta cứ thích hát cái bài mình thích, chúng ta hát cho nhau nghe không? Đức Chúa Trời không nghe. Mà Đức Chúa Trời không nghe thì làm sao phép lạ sẽ xảy ra như Phao-lô và Si-la trong cuộc tù? Tự nghe chị anh em. Tại căn phòng này, Chúa biết có những buổi nhóm thanh niên, chắc là cô Vân còn nhớ. Chúng tôi nhóm từ 1 giờ rưỡi chiều mà đến 11 giờ đêm ở đây mới kết thúc buổi nhóm. Bao nhiêu tiếng anh em? Từ 1 giờ chiều đến 11 giờ đêm ở tại căn phòng này. Đến mức độ mà chúng tôi mở nhạc lên đó là những người nữ đang nằm say trong cái đêm vậy đó, và họ nghe nhạc thật, họ đứng lên nói chúng tôi không muốn. Muốn như một người xa đường, có những người chúng tôi phải khiêng họ đó, khiêng họ ra xe ra, bởi vì khuya rồi, mất tiền cho những người nữ ở đây. Và chúng tôi phải khiến họ ra xe và họ về tầm sóc giày. Họ nằm mà nó biết gì, 2 ngày sau họ mới tỉnh.
Đức Thánh hành động ở ngay. Amen. Ở tại đây chức vụ của tôi đã nhìn thấy nhiều lắm rồi anh em. Vì cái đó mà tôi thấy Ngài, cho nên tôi kính sợ Ngài. Chúa Giêsu ở đây, Kinh Thánh nói chuyện đó, Ngài thấy thân linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên đàn. Chúng ta chạm lên, chúng ta chạm lên. Và Chúa Giêsu có kính sợ Đức Chúa Trời không anh em? Có kính sợ Đức Chúa Trời không? Sau cái ngày bắt tên bằng nước này, Chúa Giêsu đi đâu? Sau ngày bắt tên đó, Chúa Giêsu đi đâu? Chúa Giêsu được Đức Thánh dẫn đi vào đồng vắng chịu cám dỗ, phải không ạ? Anh em hãy bắt kịp điều này. Và Chúa Giêsu mới nhận Đức Thánh vừa sợ này. Amen. Ngài đi vào đồng vắng đó, Ngài gặp vua của thiên đàng phải không? No. Ngài đi vào đồng vắng, Ngài gặp Satan, con quỷ cám dỗ, phải không ạ? Và Ngài có sự kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài thấy thân hình ngự trên Ngài như chim bồ câu. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Và khi Ngài bước vào sự cám dỗ đầu tiên là cái ăn. Ngài đã nhìn con cá chúa, mình đánh gục ngay cái cám dỗ đầu tiên là ăn. Nếu bây giờ ngay công ty này cho nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật và tiền cao hơn công ty khác, bảo đảm đầu tiên là công nhân sẽ đi khám sức khỏe lại, thì mình phải bao vốn và che mắn với nhau nộp đơn vào để xin làm công ty mới, đúng không? Nên con cái chú ngày hôm nay gục ngã ngay cái cảm giác đầu tiên là cái ăn. Rồi con cái chú gục cái thứ hai đó gì? Đó là chạy theo phép lạ. Tôi là một sư tin phép lạ, nhưng tôi không chạy theo bất cứ một mục sư nào chạy theo phép lạ. Bởi vì có những phép giả, có những tiên tri giả, họ cũng làm những phép lạ được, phải không ạ? Amen. Cho nên anh em hãy cẩn thận. Đừng thấy ai đó đuổi quỷ mà nghĩ rằng người đó là number one. Không có đâu. Ngài đến Chúa Giêsu thì ta không biết cư người đó nói: ôi, Chúa chở với con mà. Con đã từng nhân danh Chúa đuổi quỷ. Amen. Con đã từng. Chúa gì? Ta không biết cư. Ta không biết cư bao giờ. Trên tôn thường giảng cái gì? Đuổi quỷ đó là quỷ đại là nhờ danh của Chúa Giêsu, không bao giờ không người đó. Amen. Chúng ta nói tiên tri được, đó là nhờ ân tứ nói tiên tri. Chúng ta làm phép lạ, đó là nhờ ân tứ làm các phép lạ, anh em. Chứ không phải chúng ta là. Chứ có nhiều người họ lấy ân tứ để sao ốc mình lên, từ đen mình lên, và họ không thắng được cái sự. Đó là ăn nói, họ nói cái lời xúc phạm đến những tôn giáo của khác mà gì? Côn đồ tôn giáo, bè lũ tôn giáo quá. Tôi nghe những cái từ nếp của đệ thương không nên nói ra những ngôn ngữ như vậy, em ơi. Tôi biết họ là ai. Và Chúa Giêsu đã nhập Đức Thánh Linh để ý nha. Đức Thánh đến cái chim bồ câu đậu trên vai của Ngài, đúng không? Anh em, nhập Đức Thánh là một chuyện, nhưng chữ Ngài ở trên bờ vai là chuyện khác. Thưa anh chị lắng nghe. Có nhiều người cứ nghĩ thầm rằng bây giờ mình hơn người khác rồi. Và thế là họ bay. Họ bay, họ ảo. Có những người có một sự khác đối quỷ đá. Thế là vì đang bắt chước đá. Kinh Thánh tôi chẳng thấy cái số các môn đồ đá gì hết. Kinh Thánh dạy được điều đó là nhân chân ta đối quỷ này nè. Cứ thế là làm. Có những người bắt chước đá, có người chưa bắt chước đâu. Chúa Kinh Thánh ở đâu? Chết cái điều này. Và cái đó họ đã bị ảnh hưởng không đúng với điều này. Tôi luôn luôn nhờ Đức Thánh Linh để nghiêm túc sống đúng với lời của Đức Chúa Trời. Không bao giờ tôi dám sống chết ra khỏi lời Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời được gọi là lẽ thật. Amen. Ngoài lời Chúa Trời là lẽ giả. Đúng không? Amen. Đúng không? Amen. Đúng không? Amen. Bây giờ chúng ta nhìn thấy. Thế thì Chúa Giêsu thấy Đức Thánh Linh. Bây giờ một câu hỏi được đặt ra lúc này. Đó là bao nhiêu anh em ở đây thấy Đức Thánh Linh là đến cuộc đời chúng ta rồi. Đúng không? Dạ nghĩ nào? Cảm ơn gia đình trong chuyện tàu ngôi đây. Tôi hỏi lại một lần nữa nha. Bao nhiêu con cái chúa thật sự giống Chúa Giêsu? Đó là mình thấy, mình biết chắc Đức Thánh Linh đã đến trên đời sống mình, đã ngự xuống đời sống của mình. Anh em, cái vấn đề không phải là giơ tay hay là giơ tay. Cái vấn đề ở chỗ này,
nếu anh em không cảm nhận được khi một người nói mình có đức tin mà tiếp tục phạm tội, thì tôi tin rằng người đó không thuộc về Chúa. Vì chúng ta cho biết những kẻ nào phạm tội thì thuộc về ma quỷ. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu thì biết được là có sự phản ứng của em. Amen. Trên đừng nói với tôi là anh em đã như thế nào, tôi không cần biết. Đối với tôi, Chúa Giêsu có ba thời điểm. Chúa Giêsu biết thông qua ngày nay và cho đến đời không người thay đổi. Ba thời điểm. Tôi đã có điều đó không? Tôi có quá khứ của tôi. Anh cũng có quá khứ của anh em. Anh em có quá khứ đã từng được với Phương đúng chẳng? Anh em có thể có quá khứ được thương của Chúa tuôn đổ này này. Amen. Nhưng mà ngày hôm nay nè, chúng ta có không cảm nhận được điều đó hay không mới là điều đáng nói. Chúng tôi nghe chào này. Có những người làm chứng tôi đã từng. Tôi hỏi gì tôi nói nhanh như một sư. Thế thì ngày nay một sư còn những cái ơn đó hay không? Còn sự sức trọng đó hay không? Họ nói mất tiêu rồi. Ở tại Việt Nam mình có những sứ giả phong linh rồi như thế kêu cái chết sống lại. À, nồi cơm đang nấu đi cắm trại mà cái nồi cơm bắt lên cái nồi bị đụng á, nước đổ xuống lửa xèo xèo. Nhưng mà bà một sư đó đã đến đặt tay ở cái đầu đó cầu nguyện. Và ta biết gì không, phép lạ đã xảy ra, không có hàng gì đâu, phép lạ xảy ra, cái nồi đã được hàng lại bởi đức tin. Em có tin gì đó không nhỉ? Vấn đề đầu tiên, Chúa Giêsu thấy đức tin đến với ngài. Thế thì chúng ta hiện tại có thấy đức tin còn làm việc cho chúng ta không? Tôi làm lại câu hỏi này. Hiện tại bây giờ tháng 6 này, ngày 2 tháng 6 này, tôi và anh có còn cảm nhận đức tin hành động cho chúng ta không? Hay là cái gì đó nó là thuộc về quá khứ rồi? Anh em, đức tin vẫn còn ở với chúng ta ngày hôm nay vậy nè. Amen. Ngày hôm qua ngày 1 có thể đọc yếu đuối, ngày hôm nay ngày 2 Chúa vẫn còn ở để chờ đợi chúng ta ăn năn đầu phục ngài. Hallelujah. Để chúng ta kinh nghiệm về ngài. Và bây giờ chúng ta đến điều thứ hai. Chúng ta đến điều thứ hai. Giăng đoạn 1 câu 32 đến câu 13. Tôi sẽ đọc lại câu thánh này. Giăng lại còn làm chứng này nữa. Ta đã thấy thánh linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài. Anh thấy rồi, Chúa Giêsu thấy đức tin như chim bồ câu này. Và bây giờ thì người ta nói là ngài sứ đồ, xin lỗi, Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít thấy nữa, thấy đức tin như chim bồ câu đậu trên mình Chúa Giêsu. Đúng như vậy không em? Thế thì anh em có tin rằng tôi nhìn một người và tôi biết người đó có đức tin không? Các bạn hãy tập trung đây. Xin các bạn có thể nhìn tôi. Thủy con có tin rằng một sư nhìn con, một sư biết rằng con có đức tin không? Cô Vân có tin rằng một người khác có thể nhìn cô Vân và biết rằng cô Vân đang được thân đầy dẫy hay không đầy dẫy không? Hương có tin không? Anh Hà có tin không? Cường có tin không? Hải, Hà Nội có tin không? An Minh có tin không? Việc đó anh em đừng xem thường. Đừng xem thường và nghĩ rằng cái thứ này trong mình có ai thấy. Và anh em có tin rằng sứ xin lỗi anh em có tin thấy Đức Thánh Linh đến với Chúa Giêsu như thì một câu thì tôi cũng thấy. Trong những buổi nhóm, chẳng phải là em Đức Thánh đến với người này mà Đức Thánh không đến với người kia. Đức Thánh chạm có người này mà Đức Thánh khước từ người kia. Amen. Amen. Đức Thánh đừng có người này họ được chữa lành, họ thể hét lên, họ thể khóc lên, nhưng người kia cũng được, cũng có bệnh tật nhưng không được chữa lành. Điều thứ hai là điều rất quan trọng. Điều thứ nhất là chúng ta cá nhân mình phải có bạn mỗi ngày mình phải biết Đức Thánh chăm chắc mình hay không. Điều thứ hai đó là đừng xem thường cái lời nhắc nhở của người khác. Chúng ta chào em, đặc biệt là những người mục sư đầy dẫy thánh linh năng quyền. Tôi có đăng ký này. Tôi là một sư cố vấn. Bây giờ thầy Phạm Văn Tú là người chuyên nghiệp rồi. Tôi sẽ không được cố vấn. Nhưng tôi luôn nhìn cái nhìn bao quát của hàng ngũ nhân sự. Thì thầy Tú, thầy Hưng, thầy Sơ, nhân sự như Khải, như Hòa, như Tiến, như Hải,
như hoa. Tôi nhìn và có những em tôi phải nhắc nhở, bởi tôi thấy họ đã đi ra khỏi sự dẫn dắt của Đức Thánh. Họ ở trong trung tâm nhưng họ không có Đức Thánh để làm công việc của mình. Và tôi nhìn vào ban thờ phượng, tôi biết ai là người có thân của Chúa trong giường hướng dẫn và ai là người sử dụng mình khôn ngoan của mình mà không bao giờ cầu nguyện với Đức Thánh cả. Anh em yêu dấu của tôi, Giang thấy thế, tôi là bà, người cha có thể thấy đứa con của mình đầy đẹp thân này không? Người mẹ có thể nhìn thấy con của mình được đầy đẹp thân này không? Đứa con có thể nhìn thấy cha mẹ được đầy đẹp thân này không? Cho tôi cả trả đấy, cho tôi cả trả đấy. Trên tôi là cha, nhưng con gái của tôi cứ bằng tôi đi. Kìa ba là người hầu Chúa, sao ba la mẹ, ba nói cái tôi như vậy? Tôi không biết quyền gì. Ba là ba của con được phép như vậy, được không? Nhưng tôi đủ cái lỗ tai lắng nghe rằng Chúa đang dùng con gái của tôi để nói những điều không đúng của tôi. Amen. Người khác thấy trên ngày nay có nhiều con gái Chúa bỏ ra ngoài ba cái lời góp ý của người dẫn dắt mình. Chế sứ đồ Phaolô đã đổi tất cả cái tư Pedro, ông ta khuyên rằng hãy thuận phục cái người dẫn dắt linh hồn mình. Amen. Amen. Hãy thuận phục họ. Bởi vì họ đem linh hồn của em, hay đem cuộc đời của em, họ trách nhiệm trên mặt cái đời này và đêm. Tôi sẽ cầu thai. Amen. Amen. Chứ đừng bỏ ra ngoài tai. Tôi thấy có nhiều em bỏ ra ngoài tai, có nhiều người con cái của Chúa bỏ ra ngoài tai lời Đức Trời dẫn dắt. Họ đi theo cái hướng hợp của họ. Thật là mùa. Và cuối cùng tôi nghe một cái tin không mấy tốt lành. Đó là họ yêu đuối mất rồi. Họ mệt mỏi mất rồi. Họ bắt đầu sa ngã mất rồi. Và đang có đi tiếp phần thứ hai. Không phải mình đang thấy đâu nha. Bây giờ chúng ta thấy công vụ đoạn 8, câu 18, câu 19. Không phải chúng ta chỉ có một cái lời của nó đâu. Mà cái thánh nói trong công vụ sứ đồ đoạn 8, câu 18, câu 19 tôi sẽ đọc. Đặc biệt câu 18. Simon là một thầy thuật sĩ, một người thầy bói, một người làm đầy tớ cho ma quỷ. Và cái thánh trong câu 18 gì? Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban đức thánh linh xuống. Anh đang để Simon là một thầy phù thủy và cái thánh dùng cái từ thấy. Amen. Cái thánh không mở một đơn là thấy siêu nhiên hay là thấy một sự mặt khác không, thấy đây là nghĩa đen cho các nhà em thấy bằng mắt của tí này. Đó là khi phía đó mà nhận đặt tay lên những người có Thiên Chúa thật thành sao đi. Simon thấy đức thánh đổ xuống. Amen. Thấy bằng cách nào? Đó là ông ta thấy những người được đặt tay đó nhập được thân và những người đó còn nói tiếng lạ thường ngày. Amen. Amen. Những người được đặt tay đó nói tiếng lạ và thực sự Simon nhìn thấy chuyện gì lạ nhé. Chuyện gì mà những người này trước đây bình thường tại sao bây giờ lại có những điều khác thường như thế này? Amen. Amen. Anh em, khi tôi đặt tay lên một con người, tôi phải biết có những người tôi đặt tay lên như cục đá vậy. Cứ nhắc luôn là nhắc luôn. Là nhắc luôn. Gần đây tôi đi phục vụ Chúa, tôi giật mình trước mẹ Chúa nhiều. Hai ngày tôi gặp một người thanh niên, người thanh niên làm chứng rằng là con là một người hướng dẫn và phục trong hội thánh. Và tôi không để ý ai nói mình là người hướng dẫn, và tôi nhìn cái mặt người đó tôi nói, phải có phải không Chúa? Sao người này nói con là người hướng dẫn thờ phượng? Mà có nhìn thì không phải. Tôi nhìn nặng nề lắm. Và sau đó tôi có cầu cho con người đó. Tôi thú thật với anh rằng khi tôi đặt tay, tôi cảm nhận tôi đặt tay một cục đá uống ấy, nó là khác luôn. Và không có một cái sự tác động gì cả. Và tối mãi tôi nhắn cho thanh niên, tôi cầu cho người nữ. Tôi thấy người nữ này cũng nói là con ở trong ăn thờ phượng. Tôi đặt tay cùng. Tôi cảm giác một sự nặng nề ở trên mình một năm. Có đâu gì? Đến đó rất nhiều người được thăng tiến. Có những người tà linh bắt đầu kêu lên, có những người bắt đầu ho, biểu hiện tà linh xuất ra. Những cái người tôi đặt tay đó, còn cảm giác cũng đặt tay khóc cổ lên, cứng nhắc luôn. Và câu trả lời là sang mình. Thì tôi bước vào trong hội thánh, tôi chụp mình
ông, cái người nam và người nữ đó là hai người chồng. Cho nên thấy ông chị này thở cho ban thờ phượng luôn. Sáng đó chồng đời một vợ khác, chồng hướng dẫn vợ khác cứ ban thờ phượng. Và khi thờ phượng tôi nhìn cái người nam, Chúa ơi, không một chút sự sống, không một chút nữa cũng chứng chẳng có kinh thánh, nhưng mà đọc nó vô hồn. Một người có Chúa đọc lời người cái đời khác, một người không có Chúa đọc lời người cái đời khác. Amen. Một người có đức tin giảng lời của Chúa khác, một người không có đức tin cũng giảng lời cái đời, nhưng chúng ta cảm nhận không có Ngài ở đó. Và biết vì sao không? Sao tôi còn đến nhỉ? Tôi được mời đến để thắp lập ở trong này. Và khi tôi đến tôi biết được cái chuyện của họ. Nói chuyện gì anh biết không? Họ đã ly thân hơn một năm nay rồi, mà họ thờ phượng Chúa, họ dẫn dắt thờ phượng. Em nghe tin đó không? Họ ly thân với nhau rồi. Và tôi biết cái chuyện của nó. Hàng chi một sư cầu nguyện cho con, một sư đặt tay giống như cái cục đá, còn một sư cầu nguyện cho vợ của con, một sư đặt tay giống như cái cục cổ, chẳng có gì xảy ra cả. Bởi vì anh em, người khác có thể biết Đức Thánh Linh, có thể thấy Đức Thánh Linh hành động hay không hành động trên mỗi một chúng ta. Các tôi nghe chị amen. Cho nên đừng xem thường cái lời góp ý của những người hầu việc Chúa, kính sợ Chúa và đi trong sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Câu năm thứ ba để rồi chúng ta kết thúc điều mà chúng ta đang học đây. Câu năm thứ ba đó là gì? Công vụ đoạn 2 câu 33. Phi-lơ giảng và nói gì? Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên thượng Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, anh em để ý cái phần này, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi được, như các ngươi được, như các ngươi được thấy, thấy nhìn bằng con mắt này luôn, thấy và nghe. Cho tụi nó trả lên. Thế thì Ngài đã thấy gì? Họ thấy cái gì? Trong ngày vô tuần đã các môn đồ thấy gì? Các môn đồ 120 người trên vòng cao thấy lưỡi rồi rạc ra như lửa phải không ạ? Đâu phải chạm em? Thấy 120 cái hình lửa như lưỡi hiện ra đậu trên không phải mình phiêu lồn, đậu trên 120 người. Đâu phải chạm em? Đâu phải chạm em? Anh em thấy, họ thấy cái đó là các môn đồ thấy. Amen. Anh em, chúng ta hội thánh là một tập thể. Hội thánh có thể biết người này được đầy thân và người kia không được đầy thân không? Biết không? Biết. Thấy. Chúa Giêsu dạy này, xem trái biết này. Một người được đầy thân không bao giờ phanh tục chỉ thể. Một người có Đức Thánh Linh không bao giờ ăn cắp vặt. Đúng không? Đúng không? Một người có Đức Thánh Linh không bao giờ dám phạm tội về tình dục. Một người có Đức Thánh Linh không bao giờ dám coi phim bậy bạ. Một tôi tớ có Đức Thánh Linh không bao giờ dám làm biếng. Không bao giờ đi ngang. Người đó sẽ xả thân cho bầy chiên của mình. Tôi nhìn lại 28 năm tôi không được thành lập. Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm biếng thì cái công ngày nay không còn nữa. Nhưng mà tôi đã bỏ lại vợ của tôi và con của tôi. Tôi bỏ lại phía sau. Con của tôi không có sữa mà uống. Vợ của tôi cũng có gì để mà ăn. Tủ lạnh của chúng tôi là con tôi lúc đó cấp 1, cấp 2 là để về mở tủ lạnh ra và đun cái đầu vào cho nó mát thôi. Trong tủ lạnh không có gì hết. Má vợ tôi về Canada về nói với tôi rằng sao má thấy các mục sư bên đó sướng lắm con. Họ ở nhà sướng sướng, đi xe hơn. Còn con không nói là mục sư mà sao tiền không có đủ xăng, tiền không có đi chợ. Má mỗi lần về thăm con muốn con phục vụ má, nhưng ngược lại má phải đi chợ nấu ăn cho tụi con ăn. Mà tôi không bao giờ dám bỏ Chúa. Vì mục đích của tôi đó là cứu người. Amen. Amen. Và tôi bỏ lại là sao vợ
phương và con rồi. Và ngay giờ phút lan giảng này, các học trò cô đi. Tôi mới đi tìm chỗ về nhà cô ốm rất là nặng nha. Nhưng mà tôi để nhà tôi dưới sờ rồi. Tôi lên đây để chuẩn bị lời cho ngày này. Tôi để vợ tôi lại phía sau. Anh xin lỗi em như vậy. Nhưng mà tôi muốn để chú thấy một điều. Không phải tôi không ốm anh, nhé. Nhưng mà phải để chú thấy rằng tôi cần ngài làm em. Tôi cần ngài. Và ngài sẽ ban thưởng cho tôi. Amen. Ngài sẽ ban thưởng cho tôi. Thứ hai tôi rồi. Đây tôi về lại với nhà của tôi. Tôi nhắn tin cho vợ tôi rất là mừng. Thì tôi trở về lại. Nhưng mà tôi muốn nói các anh một điều. Nếu chúng ta là người nó có đức tin mà chúng ta không dám từ bỏ hy sinh đó, thì những cái đấy chúng ta không có gì cả. Chúng ta không gieo thì chúng ta gặt. Chúng ta chạm em. Chúng ta phải gieo. Gieo thì có kỳ để gặt. Chúng ta chạm em. Và tôi tiếp tục chạm em. Tôi tiếp tục hy sinh. Tôi tiếp tục để chúng thấy rằng con bỏ qua tất cả mọi điều để con chạy tiếp cái cuộc đua này để con có ngày. Anh em, như vậy anh em thấy và nghe. Bây giờ các môn đồ thì thấy lưỡi lừa đạt đúng không ạ? Còn đám đông thì thấy gì ạ? Đám đông thấy các môn đồ. Đến môn đồ họ nói gì? Họ nói những sự lạ lùng. Ủa, tại sao 130 người này trước đây cũng ở cái phòng này, họ đóng kín cửa lại, mà bây giờ thì wow, cái tiếng lạ đó vang ra. Có một cái số đồ đoạn 2 cái số 6. Lúc tiếng đó vang ra, amen, amen, đám đông bắt đầu nhìn thấy 120 người, họ nghe 120 người nói tiếng nào. Sáng nay nếu người nào đó chúng ta những ngày qua không thể nói tiếng nào, nếu sáng nay trong sự phục hồi thương chúng ta nói tiếng nào, thì người khác sẽ thấy rằng wow, người này bắt đầu nhận sự tái đổ đầy đức thương. Trong thánh không chỗ nào đức thương đổ xuống mà không có nói tiếng nào. Tất cả đều có nói tiếng lạ. Các bạn chị ạ, em. Và có những em tôi chưa bao giờ thấy họ cầu nguyện tiếng lạ. Đối với tôi, khi tôi nhập được Bắc Tây Phúc Thánh vào ngày 1 Tây tháng 1 năm 1991 cho đến ngày hôm nay bao nhiêu năm rồi các bạn? Hả? 33 năm tôi không bao giờ thôi nói tiếng lạ. Ngay và đêm tôi liên tục. Bởi vì đó là lúc Đức Thánh cầu thay cho tôi, amen. Đó là lúc mà Đức Thánh giúp đỡ sự đúng của tôi. Đó là lúc mà tôi kết nối được với sự hiện của Đức Thánh bằng anh, amen. Amen. Tôi biết như đây, cho nên em đừng thôi điều này nữa. Đám đông thấy 130 người, họ nói gì sai nữa. Họ say rượu đó, họ say rượu với đó, nói lắm nhảm, amen. Họ không nắm được mình, họ không điều khiển con người. Anh em, có những người đã từng được bắt tên linh rồi, nhưng bây giờ nó là chỉ vãng, nó là quá khứ. Hiện tại ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2024, chúng ta không có nói tiếng lạ. Mà chúng ta làm sao nói lại là có đức tin của Chúa em? Em em. Và cuối cùng tôi nói, chúng ta có điều gì đằng sau đấy nhỉ? Đấy cũng là mà hội thánh đầu tiên mà mọi người thấy nhiều phép lạ, sự chữa lành bệnh tật, người què bước đi, người chết được sống lại, cái quai được đi, cái bóng của sứ đồ Phêrô cũng chữa lành cái đau, chiếc áo của sứ đồ Phaolô cũng khiến quỷ ma phải chạy trốn. Lạ lùng không em? Lạ lùng khi có đức tin không em? Tôi nói nhà của tôi khi tôi đi công tác xa, khi các phụ huynh con gái tôi bây giờ các đã có gia đình mà chuẩn bị có em bé, xin lỗi lại có em bé chuẩn bị sinh rồi. Khi phụ huynh đang lấy tôi xong, tôi đi công tác xa, có mình vợ tôi nhà và cháu ở nhà, vợ tôi gọi điện thoại anh ơi. Con sốt quá, bây giờ không quên em ở nhà em bố rối quá. Tôi nói rằng là em lấy cái áo sơ mi mà anh bỏ anh cổ sơ mi trắng và những áo sơ mi màu hồng anh hay mặc đi dạng đó, em đắp lên con đi, em sẽ thấy phức tạp xảy ra. Vợ tôi rất đơn sơ, lấy áo đắp đi con gái, sốt dừng ngay lập tức. Và chức vụ của tôi đã kinh nghiệm nhiều phép lạ. Con gái của tôi lại sư bảo vai không bó một, được Chúa chữa lành. Hãy chứng của một người bị gãy đôi cái xương đùi của họ. Bó bột nó bị như thế này. Và khi tháo bột ra tôi xuống cầu nguyện. Và ngày hôm sau tôi đến thăm, đến bạn, đến cho gia đình. Thì Chúa đã chữa lành
Cậu bé đó đã nảy từ cái giường chảy ra, nói gì: Chúa sĩ ơi, con đã được Chúa Giêsu chữa lành rồi. Và nó được điều gì là trở ngày hôm nay. Nhiều dấu kỳ phép lạ, người mù đã được mở mắt ra, ung thư đã được Chúa chữa lành. Tại sao? Vì chính đời sống của tôi cần Đức Thánh Linh. Nếu Thánh Linh không có được phần đầu tiên, nếu Thánh Linh không có thì không có phép lạ, nếu Thánh Linh không có, không có sự chữa lành bệnh tật, nếu Thánh Linh không có, kẻ chết không được sống lại, nếu Thánh Linh không có thì phê lơ, kẻ quen không được bước đi, nếu Thánh Linh không có thì cái bóng phê lơ không thể nào chữa lành cho người khác, nếu Thánh Linh không có thì cái áo phô lô không đem lại sự run sợ cho ma quỷ. Amen. Amen. Trên sáng nay chúng ta cần Đức Thánh Linh không? Ba người chúng ta cần Đức Thánh Linh. Ở đây Chúa không cần chúng ta có bằng cấp, không có nghĩa là Chúa không cần chúng ta học giỏi không, nhưng mà chúng ta phải biết rằng có bằng cấp là một chuyện, nhưng có Đức Thánh Linh quan trọng hơn bằng cấp. Phi-rơ là một người giống không, những ông giảng, ba là người Thiên Chúa, ngài là những thạc sĩ, những tiến sĩ. Đối với tôi, người ta không nói về tiến sĩ, không có nói thạc sĩ, đây là thế gian hóa bước vào hội thánh. Chúng ta không có nói đến tiến sĩ, chúng ta chỉ nói năm chức vụ: sứ đồ, tiên tri, người giảng thiên lành, mục sư và giáo sư. Chúng ta không có nói về tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân thần học gì cả. Nhưng Chúa dùng những con người không ra gì đã làm hổ thẹn những con người ra gì, bởi vì những con người không ra gì đó họ biết phận họ, trên họ đã nhờ Đức Thánh Linh chữa lành. Amen. Phi-rơ đã dặn và giảng 3.000 người tin Chúa, mà trước đó ông là một người đã từng chối Chúa 3 lần. Ông đã yếu đuối. Tôi và quý bà cha cũng yếu đuối. Amen. Nhưng nếu hôm nay chúng ta ăn năn, nếu hôm nay chúng ta ăn năn sửa lại cái bất nguyện của chúng ta trong sự yếu đuối, trong sự phản bội với Chúa, thì Đức Chúa Trời không bao giờ bẻ cây sậy gần gãy, và Ngài không bao giờ dập tắt ngọn đèn còn hơi cháy, bởi vì Ngài biết Ngài muốn chúng ta. Thế tôi kêu gọi giờ này, có một bài hát tôi rất là thích: nhiều người được đầy dạy Thánh Linh và quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi, thân Ngài tràn đầy thấm viếng bao cuộc đời, nhiều người già hay những em thơ, Thần Linh Chúa Trời con xin Ngài đến. Anh em với cái câu hát này rất là bài quen, nhưng mà từ hôm qua và sáng nay tôi bật dậy cả cái lời mà trên môi miệng tôi hát, đó là nhiều người được đầy dậy Thánh Linh và quyền năng thì mới có nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi đời. Amen. Và ngược lại, nếu tôi và anh em không đầy dậy Thánh Linh thì chẳng có điều gì lạ kỳ xảy ra. Nếu không đầy dậy Thánh Linh thì sẽ có những điều kỳ dị, đó là chúng ta lo nghe nói người này phạm tội, người này bỏ chồng, người này bỏ vợ, người này lô đề, người này cờ bạc, người này vay tiền xã hội đen, người này chơi Bitcoin, chứng khoán, bây giờ chạy trốn bỏ trốn rồi. Đó là những thông tin bởi vì họ không đầy dạy Thánh Linh, cho nên những điều kỳ dị chứ không phải điều lạ lùng phải không? Amen. Còn một người đầy Thánh Linh sẽ có những điều lạ lùng xảy ra, những điều kỳ lạ sẽ xảy ra cho các nhà. Amen. Rất tuyệt vời các anh em. Trên hội hội thánh tôi kêu gọi hội thánh, Đức Thánh Linh đang ở đây hôm nay. Các bạn muốn nhìn thấy công việc của Ngài làm không? Hả? Các bạn muốn nhìn thấy không? Hãy đến với Chúa như này bằng cách chứng minh. Và mỗi một chúng ta trải lòng của mình với Chúa, mỗi một chúng ta đem lòng của mình với Chúa, mỗi một chúng ta đến với Chúa. Điều đầu tiên con đã nói với Chúa điều gì? Hãy nói với Chúa rằng những yếu đuối của chúng ta, những điều mà chúng ta đã phạm pháp với Ngài, những điều chúng ta đã làm vui Ngài. Anh em, một người đầy dạy Thánh Linh là một người sẽ làm vui Đức Thánh Linh, nhưng một người đầy dạy xác thịt sẽ làm buồn Đức Thánh Linh. Trên tôi Ngài xin hội thánh của Chúa với những viên đá sống và những viên đá nghe và hiểu. Anh em, chúng ta có còn cảm nhận Đức Thánh đang sống trong chúng ta không? Giống như Chúa Giêsu, Ngài thấy Đức Thánh đến với mình. Chúng ta có còn cảm nhận Đức Thánh sống động trong chúng ta không? Hay chúng ta thấy tiếng con người của mình, chúng ta thấy nhục nhục sống, chúng ta thấy ý riêng sống, chúng ta thấy những điều sai lạc sống, chúng ta thấy những ước mơ không thành sạch nó vọng hành trên chúng ta. Và rồi, chúng ta có để cho người khác thấy chúng ta được đầy Đức Thánh không? Hay là chúng ta đầy dạy bà thân,
chúng ta đầy dậy cái lương của ma quỷ. Giống như Phêrô nhìn thấy thuộc sĩ Simon khi ông đòi, ông đưa tiền và ông muốn các sứ đồ ban cho ông cái ông tướng đặt tay để tên đổ xuống. Ông muốn được như vậy. Và Phêrô chúng ta thấy người là cái mặt đặc của sinh vật sinh và có người đầy sự dối trá. Anh em người đó mới tin Chúa xong đó, nhưng chưa được giải cứu. Có gì có cái Chúa tin Chúa rồi chưa đủ đâu, phải được giải cứu. Amen. Ra khỏi những cái lường gian ác, ra khỏi những quá khứ xấu, ra khỏi những ác linh, ra khỏi những quyền lực của Satan, của ma quỷ, của quỷ vương, của sự thờ cúng, của bùa, của ngài, của sự bán mình cho ma quỷ chăng. Thế nên là tôi kêu gọi thân của Chúa, xin hãy tập trung, xin nhìn để đến người bên cạnh, mỗi một chúng ta trái lòng của mình. Hãy tự đặt câu hỏi, bắt đầu từ chính mình còn cảm nhận Đức Thánh ở mình. Đức Thánh có thật sự ở trong chúng ta, với chúng ta không? Đức Thánh có thật sự hành động trong chúng ta không? Một người có linh từ đó tự nhiên thèm khát lời của Đức Chúa Trời, tìm kiếm lời Đức Chúa Trời cho chính mình, đọc lời Đức Chúa Trời cho chính mình, chứ không phải đọc để rồi cầm lời đó. Một người có Đức Thánh là một người đó sẽ làm việc Chúa cách dư dật luôn. Một người có Đức Thánh là một người bước đến với sự kính sợ Ngài giống như Chúa Giêsu vậy. Một người để ý Cha lên hàng đầu. Và chúng ta xem lại, đó là những người khác có thấy Đức Thánh còn hành động trong chúng ta không? Đừng bước đến với điều gì của quá khứ anh em. Có những người sống ngày hôm nay là tháng 6 năm 2024, nhưng họ vẫn sống với năm 2022, 2020. Họ cứ lấy những điều của quá khứ ra làm thước đo thuộc linh của họ. No, điều đó không đúng. Vì Chúa Giêsu của ngày hôm nay, Ngài biết chúng ta. Em hãy trải lòng của mình với Chúa ngay giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.